Trời đất ơi, khổ thân gì ông già này thiệt tình á. Ta nói hồi nhỏ học hành không ra sao, mới sinh ra là rước thầy thỉnh thầy bói về, là thầy bói nói rồi thằng này cái gì cũng được mà cái đường học vấn là đừng có bàn tới, mình không học thì thôi đi. Bây giờ có tuổi rồi, ông bà đặt ông ép đi học bổ túc đặng ra mở công ty này nọ. Trời ơi, học đâu 3 ngày vô ngủ gục vô quên lộn không. Bây giờ bữa nay cô giáo tới nhà mà hên là ông già ông đi vắng. Tính qua tính lại nhờ ông đầu tư ba gác kéo bên nhà mà nghe nó ông này cũng khùng khùng. Nhưng mà kệ chứ người đàng hoàng không ai dám giúp, chơi liều khùng kêu luôn. Khùng bà lội mày chứ khùng, mày chửi ai khùng đó. Trời ơi. Mày chửi ai khùng đó. Ủa sao tới lẹ vậy trời. Mới nghe mày chửi ai khùng rồi mà liên ngoài kia là biết chửi khùng là biết chửi tôi rồi. Ai nói chú đâu mệt quá. Không chửi tao mày chửi ai? Con nói ông Tư hốt rác. Cô Lan lập ba gác kêu ổ qua làm gì đây? Qua ai giúp giùm con chuyện ấy? Giúp cái gì? Cô giáo bữa nay tới nhà gặp ông bà già mà ông bà già đi về quê rồi. Bây giờ chú đại diện nói chuyện với cô giáo giúp con được không? Thôi 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 đi ông lợi ơi. Dạ. Tôi ăn lói bậy bạ. Vô tao lói mày Lan học ngon lành tao lói một cái là mày nghỉ luôn đó. Thì không sao, con chỉ cho dễ lắm. Dễ không? Dễ. Nhưng mà hôm nay tao lập ba gác nè. Rồi tao giúp cho mày rồi cái sỉ hụi hôm nay lập ba gác rồi. Ai trả cho tao đây? Thì con mời là con lo. Mày lo chọn gói con à? Con bao chọn gói luôn. Rồi cái chỗ con cháu quen biết ra. Dạ. Ngộ tính giá thấp thấp thôi. Bao nhiêu một ngày đạt bao nhiêu? Bao giờ một ngày hả? Ngộ này à, một ngày ngộ lập ba gác phải không? À. Một ngày ngộ lập trung bình á. Rồi. Trung bình ngộ kiếm được khoảng mấy? 3 triệu. À. trung bình thôi. Cái bữa nào con là 6 triệu. Ăn cướp người ta. Đạp ba gác ngày 3 triệu, 6 triệu ăn cướp hả? Sao tao nói thiệt mà. Hay quá. Ba gác ngủ có máy lạnh mà. Ba gác dẹp tới nơi mà có máy lạnh. Bây giờ con trả đẹp đó nè. Bao nhiêu? 30 ngàn. Trời ơi, 3 triệu mà trả 30 ngàn. Vô nói mấy câu 3 triệu à? Ở đâu ra? 30 ngàn mày lấy mày cúng ông lội mày đi. Trời ơi. Hay quá. 3 triệu người ta trả 30 ngàn. Mấy câu 3 triệu dễ ăn quá. Dễ ăn cái gì? Đâu ra? 30 ngàn của mày lớn quá. Kệ tôi. 30 ngàn của mày bằng cái bánh xe bò. Trời ơi, vô mấy câu. 3 triệu mà trả 30 ngàn. 3 triệu mà bà. Thôi chơi luôn đi. Hoài về tới nhà luôn, nó không lỗi ý à. Hay quá. Nói đàng hoàng, con cháu nó lên giá nè. Dạ. Nó vẫn chơi thôi chứ 30 ngàn giờ làm ăn gì đúng không? Dạ. Con trả 300 luôn được không? 300 ngàn hả? 300 luôn. Rồi, 300. Đưa trước 100. À, thiếu 200 nhưng mà xong chuyện là đưa luôn. Thiếu 200 nha. Đưa liền. Rồi. Bây giờ ta làm gì đây? Khoan. Chuyện làm khoan tính. Đây. Bây giờ cái chuyện này quan trọng nè. Quan trọng gì? Con nghe nói thôi nha. Nghe nói hả? Trong xóm ta nói chú gặp đàn bà gái dê bậy dê bạ gì lắm không? Bỏ rồi. Bỏ không? Bỏ rồi. Chắc cú nha. Chắc cú rồi bỏ rồi. Chứ gặp cô giáo nó bậy chết con liền á. Thiệt mà không có đâu. Rồi. Bây giờ cô giáo tới hỏi gì chú tôi mới nói. Rồi. Không hỏi đứng im. Cái nào không biết nhìn qua con. Con ra dấu, con nhắc không được con ra dấu. Cái là không biết mày gia giấu cho tao ha. Ok. Rồi. Bây giờ cô giáo tới chưa? À, khoa. Hả? Vô nhà làm ơn lấy đồ thay ra. À, lộ ba mày hả? Rồi. Nha, chừng nào cô giáo kêu là ra liền nha. Vô thay lộ phải không? Rồi thay đồ. Ê ơi, khoan. Gì nữa? Cho hỏi thăm nè. Gì nữa? Ba mày có bị ghẻ gứa không? Bà lỗi tao mặt cho tao gãy cả ngày chết tao à. Bà cái đó hết lâu rồi không ơi. Bây giờ còn lát không à. Thấy không? Vui quá. Bây giờ chơi thôi. Khùng mà dễ thương lắm. Trong xóm này ai sai cái gì cũng làm, ai nhờ cái gì cũng làm á. Mà với hai điều kiện. Một là đừng bao giờ nói ông khùng. Hai là cho tiền là làm liền. Không bao giờ chịu khùng. Mà mới hôm qua em kia vậy ta. Em kia ra giữa xóm kể câu chuyện. Trong xóm nghe nóng lạnh mấy ngày luôn. Ông nói bà con biết không, Lâm Xiết á, ngộ còn làm nhà thương liên Biên Hòa. Lúc đó nhà thương liên mới tổ chức cho bệnh nhân tham quan nghỉ mát bên Thái Lan. Bác sĩ thấy ngộ tỉnh táo nhất trong lám cho ngộ làm tổ trưởng. Mấy bài vừa cất cánh được 15 phút, mấy thằng điên sao máy bay nó quậy vậy quá. Bác sĩ mới thấy vậy mới kêu ông lên nói, chú Tư ra phía sau máy bay á, nói tôi nó im lặng, ồn ào, nhức đầu lắm. Ông kêu ông hay lắm, ông ra sau máy bay 5 phút là im re liền. Bác sĩ thấy hay kêu ông lên hỏi, ủa chú Tư làm sao mà tụi nó im lặng hay quá vậy? Ông nói có gì đâu khó, ngồi thấy là ồn ào quá, ngồi mễ cửa chở ra ngoài sân chơi hết rồi. 27 thằng rời máy bay, không có cái dù nào ngủm tại chỗ. Vậy mà không chịu khùng á. Hên con thằng. Hôm nay cô tới đây để gặp bố mẹ em. Em đã thưa chuyện với bố mẹ em chưa? Dạ thưa rồi. Mà bố mới đi đâu mấy cô về chiều bố về. Em qua mời cô được không? Cô phải gặp bố mẹ em cô mới về. Vậy hả? Hình như em nhớ là bố ngủ trưa sao, để em kêu thử cô phải không ta. Bố ơi, cô tới bố ơi. Lan mặc quần ông lại ơi. Nãy giờ mới xỏi quần. Rồi xong rồi. Rồi gia lẹ. Cô. Dạ, cô.
nhanh nhanh bố ơi. Trời, ăn mặc thiếu gì kìa. Trời ơi trời, làm gì hả? Kiếm gì trời? Chắc sao ngủ lan ở đâu vậy? Trời ơi, hồn gió lên mây hết rồi trời. Rồi cái mặt giống như heo nái ăn gà thế trời, lãng lãng. Tụi Lan ở lâu gì vậy? Nhà con, bình tĩnh. Phải nhà mày không? Nhà con. Lúc vậy? Sao biết? Cái trống lòng của ông nội mày đó. Hay quá. Trời ơi, mày la hết hồn hết vía không lại? Giờ bình tĩnh chưa? Đeo kiến vô. Cái gì lấy gì? Bình tĩnh chưa? Dạ con sanh ở Linh Bình mà con lớn lên ở Hà Tĩnh, lúc nào cũng phải bình tĩnh. Hay quá. Rồi đeo kiến vô. Là hết hồn. Trời ơi, đeo lộn rồi mà hô bình tĩnh, đeo ngược ấy. Ta leo miền sau miễn ta thấy thôi. Bậy. Cô nói chuyện cô phải đeo lịch sự đàng hoàng. Mày khó quá. Rồi bây giờ vô trong thay đồ lại. Con thay lộ vợ ơi. Thay đồ bố con á. Lộ ba mày chứ lộ ai. Cái này ở trên của bố còn ở dưới là của mẹ ơi. Nghĩ sao quá mà đi được đi sa tan trời ơi. Hả? Không phải bị gì vô trong đó. Tôi mò rồi không có thấy. Thấy cái áo này biết của ba mày mặc vô rồi. Cái nhìn thấy cái quần này bóng. Lâu biết cái quần là của con má mày đâu. Trời. Nhưng mà không sao cũng không may. Sao là sao? Cũng may à, tao lấy trúng cái quần dài của má mày á. Chứ tao lấy trúng cái zip ngắn hồi nãy rồi thấy bà nội tao luôn rồi. Hay quá. Không sao đâu. Coi như là gộ hôm nay gộ đại diện cho phụ mẫu mày đó. Là sao? Cái áo này đại diện cho thằng ba mày đó. Cái quần này đại diện cho con má mày đó. Hay quá. Bây giờ sao? Cô kìa. Cô giáo tới chưa? Bên phải kìa. Cô giáo lên. Giang. Giang cô đó ở đâu giang da trời. Hay quá. Chết sao cô mặc mà áo dài hả? Chứ cô mặc gì? Lý do cô phải mặc quần sọt chứ. Quần sọt cho ông dê hả? Vậy bả. Cô giáo mà cô giáo con trai. Rồi. Nói chuyện đàng hoàng nha. Khoan hả? Lựa lời nói chuyện đàng hoàng nha. Đừng nói bậy chết con nha. Rồi. Ngộ xấu á. Ông cười cho đã rồi ông xấu này sao trời. Mặt cô giáo mày nghiêm trang quá, tao nói bậy ra cô giáo mày chết bà luôn. Không sao đâu, cô hiền lắm. Hiền hả? Ráng giúp dễ, con dễ chịu không? Dễ chịu lắm. Ráng con giúp con bữa nay. Bữa lai không được rồi. Con cần bữa nay mà như vậy. Bữa lai kẹt rồi. Con cần bữa nay giúp con bữa nay. Bữa lai kẹt rồi. Kẹt gì? Lè. Gì lè. Trời? Bữa lai lụng hàng ta. Rồi. Hai cái quần giống nhau sao nói chuyện. Nói chuyện liên quan gì quần áo trời. Nói chuyện mày cái miệng, nói chuyện mày cái quần hả? À, biết mày vô rồi. Bây giờ bỏ qua vụ quần áo, làm ơn vô thẳng vấn đề luôn. Được, thẳng vấn đề luôn vậy. Dạ, chẳng hay cô hay chẳng hay cô giáo mua nhiêu quần đó. Vô thẳng vấn đề, biết cái gì vô cái quần đi. Mệt quá. Mà công nhận cuộc đời chú khoái chui cho cái quần thiệt nha. Bà lỗi mày. Không phải ý cô nói cái đề tài quần áo của hoài à. Dạ bỏ hả? Bỏ qua vô chào cô á. Dạ chào cô giáo. Đúng rồi. Dạ chào chú. Chứ cha kêu tao bằng chú vậy. Kêu bằng chú chứ cha chết ông gì đó. Mai mốt cô giáo gặp tôi lần nữa kêu bằng chú đi. Thế kêu bằng gì? Kêu tôi bằng chó đi. Người ta kêu chú là kính trọng kêu chó chị mà. Kính trọng cái lầu mày á. Hả? Cô giáo mày nhìn dễ thương quá. Kêu ngộ bằng chú không có làm ăn gì liền. À. Kêu bằng chó qua mai ngộ còn liếm láp được chứ. Sư phụ, ông còn nặng hơn con dê đực nữa trời ơi. Bị cũ bỏ. Bị cũ bỏ vô không? Không được thì bỏ. Coi như là bác sĩ nói khó quá bỏ. Hay quá. Dạ chào cô giáo. Dạ chào bác. Rồi bác hết làm ăn gì nữa. Làm ơn nói chuyện gì mà. Kim bác hết kiếm chắc rồi. Thôi giờ làm luôn kiếm tiền thôi. Dạ chào cô. Dạ bác có phải là ba? Nhìn là biết giờ. Đúng rồi. Ngộ là ba thằng Hải nè. Ba mà ba gác luôn đó. Cái gì hay quá. Ba thằng Hải được rồi ba gác gì không nè em thấy. Chết mẹ quên này. Đúng rồi. Ngộ là ba thằng Hải là đúng rồi. Thằng Hải là con của Ngộ đó. Đúng rồi. Ngộ là con của má đó. Gì vậy? Không phải. Má nói là dễ của người ta. Trời ơi. Dễ chú thân. Mày mất dạy á. Gì hả? Nó lâu ra tự nhiên bán cái con má mày cho tao. Trời ơi. Rồi về thằng cha mày nó hiểu lầm. Nó tưởng tao lầy đó. Cái lấy dao nó chém tao. Tự nhiên cha mày ăn ốc mà bắt tao vô lỗ vỏ. Không mà quá. 300 quên. À quên 300. Má Hải vừa ngộ. À xin lỗi cô giáo, má thằng Hải là vợ của Ngộ. Dạ vậy bác gái đâu rồi bác? Bả là gia giấu rồi. Má mày. Bả bắn pháo bông rồi. Yeah.
bắn bắn phu phá chắc. Ông ra bắn pháo bông đi. Bữa hôm đó ra là lẳng bắn bắn mà ta không 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 cho. Hay quá. Bấy bạ cái bây giờ tự tin quá. Hay. À bà, à gì hả? Bà, à, bà chậm con mắt hả? À bà về chuyển rồi. Dạ bác gái mất rồi hả bác? Không, bà mất chưa không biết. Bà bệnh, bà bệnh. Gái bệnh gì mà mất gì bác? Bà bệnh gì? Bệnh gì gãi không lợi? Bà bệnh lao ban khỉ hả? Ôi trời. Cái gì gãi hồi cái tự nhiên gãi cho cuốn họng mà mất cuốn họng chứ. Bà ngủ ngờ u ngu hỏi ngủ. À quên, bà ngờ u ngu ngã ngửa rồi. Cái ngờ u ngã ngủ trên lầu á, bà ngủ trên lầu. Dạ bác trai vui tính quá. Vui lắm, ngày nào cũng vui như khùng vậy đó. Dạ. À, cô giáo. Ha ha, cô giáo gì công nhận cô giáo mặc áo dài dễ thương quá. Dạ cảm ơn bác. Anh Hải là con của Ngộ đó cô giáo. Dạ. Có biết bao nhiêu tuổi không? Dạ bao nhiêu tuổi vậy? Chứ tôi không biết à. Trời ơi. Dạ. Mấy tuổi ông già dâu không biết. Nó 70 tuổi rồi. Mày à, thầy à, ai biết. 27. À là 27 tuổi rồi. Dạ 27 tuổi, tuổi con gì vậy bác? Chết mẹ tuổi. Tuổi ai tới tuổi con lãi. Con lãi nó que que gì, ghê lắm. Bảy bà. À đúng rồi, nó tuổi con rắn. Con rắn là ông lợi của con lãi. Con rắn nó quen que que vậy, con rắn nó biết nói á. Nó qua cô giáo là nó nói gì cái nó qua nó nói tôi à lướt. Nói gì? Con rắn nó mua hôn cô giáo nghe. Bay à. Bị cũ bỏ rồi. Dạ em Hải là con thứ mấy trong gia đình vậy bác? Con Chí trên lầu mày hả? À con lầu. Sao lướt toàn đó. Ủa em Hải là con đầu lòng con một hả bác? Con một đó. Mà một bầy á. Nó cộng 9 lứa nữa là thành 10 lứa đó. Trời ơi, vậy là bác có 10 người. 10 lứa con là mà không kế hoạch dữ rồi á, không kế hoạch là bây giờ là 22 lứa hả? Trời ơi bác ơi. À kế hoạch 2 lứa đúng vậy. Dạ người ta kế hoạch có 2 đứa hả? Đúng rồi. Dạ. Dạ. 10 lứa là tôi chia cho 5 bà. Mỗi bà 2 lứa. Bà 2 lứa. Cô giáo thích một lớp cho cô giáo 2 lứa. Trời ơi. Con tôi nhiều lắm. Bậy bỏ, bác sĩ nói cái gì khó quá bỏ. Rồi. À cô giáo hôm nay tới đây có chuyện gì không? Dạ hôm nay cháu tới đây để thưa với bác về chuyện của em Hải. Hồi sáng này em Hải đến bạn lớp trưởng gãi 2 cây răng đó bác. Trời ơi mày quá rồi. Mày lánh bạn mày gãy răng là mày quá trời rồi. Chiều nay dẫn qua nhà tôi nè. Tôi chỉ cho mấy chiêu một là ly một hàm luôn. Lánh chị 2 cái cho mang tiếng. Lã mang tiếng là quất một hàm luôn cho rồi. Hiểu không? Rồi còn gì nữa không cô giáo? Dạ còn chuyện học hành của em Hải. Em Hải học yếu rất là nhiều môn. Môn gì đó? Dạ như là môn toán, môn văn, môn thể dục. Cái môn thể dục mà nói thằng Hải yếu là tôi không có công nhận rồi. Chạy dữ. Trời ơi trong cái xóm này à, nó chạy nhanh lắm. Nó chạy mà nó giật điện thoại người ta không ai dưới kịp đâu. Nó vũ gỗ mấy lần rồi không dám liên sợ bị bắt. Bà. Em Hải giật điện thoại. Còn bác. Bác hay giật à? Bác ha. Là bác hay lắm. Người ta lang lứng ngoài đường, ta nói chuyện điện thoại, nói tới nó bắt điện thoại, ta nó bỏ vô túi nó hay lắm. Ta chạy xe ngoài đường, nó chạy ngược chiều lại, nó bắt điện thoại, ta nó bỏ vô túi đó. Bữa nào mày bắt chúng ông lội mày bỏ vô đi. Mày dâu già bắt, mày có đi cấp nó bắt nha. Ây, nó học cô giáo. Sao, cái gì mày muốn nói gì? Còn gì nữa không cô giáo? Dạ thưa bác, với nhiều chuyện đó hết rồi bác. Hết rồi phải không? Dạ. Chắc nha, hết rồi nha. Dạ. Lúc nào nó láo bà má nó cho chùm nha. Hết rồi phải không? Hết rồi. Dạ. Trả tiền đi. 200 tao về. Siêu nó coi về của đứa chứ. Thôi mày lưa 200 đi. Nãy giờ đúng 7. Thôi, mày lưa. Hải. Dạ. Bác này không phải là ba của em. Lúng giờ ngộ. Gì vậy? Ngộ phải ba đó. Gì vậy? Bác là ai? Ngộ ba gác. Trời ơi khai thiệt luôn trời. Mà chứ bây giờ về sao hơn rồi. Sao bụng á? Không phải là bụng. Chứ sao hả? Cô giáo mày la lớn quá cái quần của má mày lướt dây thun rồi. Vô trong giùm con cái ba. Ông lên cơn hoài. Dạ cô cho ông thưa chuyện. Hôm nay ông lo học hành vô lớp đánh lộn. Cô đòi gặp ba em sợ bị đòn em mới mướn. Ông phải ba là ông ba trợ. Cô tha lỗi lát về học đàng hoàng không giống quýnh lộn nữa. Mai mốt học hành cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Rồi xong rồi. Khẽ. Trời ơi. Ông cột lòi cái bụng. Có thấy gớm. Dạ. Gì cô giáo? Dạ thưa bác. Không cột rồi.
mà chắc chưa bác? Cột. Cái chuyện cột là của tôi, còn chắc hay không là chuyện của nó. Bây giờ tôi nói chắc rồi, một hồi nó bung ra bà lỗi tôi chịu. Hay quá. Chuyện cột là của tôi, còn chắc hay không của nó mà không sao đâu, lỡ mà nó có bung qua lại phiến mãi cô giáo một bữa. Hay quá. Biết lắm, rồi bậy rồi bỏ. À cô giáo. Dạ, cháu cũng thưa với bác là trong chuyện này cháu cũng có lỗi một phần. Không, cô giáo không có lỗi. Lỗi thì là do nhà trường của nó không biết giáo dục đó, do gia đình của nó không biết giáo dục đó, ba má nó không biết giáo dục đó. Cô giáo không có lỗi gì hết á. Hồi nãy giờ tôi nói thiệt cô giáo nghe, tôi nãy giờ tôi cũng xin lỗi cô giáo, tôi có ăn nói gì bậy bạ, tôi mong cô giáo bỏ qua. Dạ. Lần buồn. Đúng rồi. Dạ cháu không buồn đâu bác. Buồn không làm gì được tôi đâu. Tôi phải pa nó là buồn tôi. Buồn là buồn thằng cha mất dạy của nó chứ buồn tôi gì. Hay gì hả mày? Mày tưởng mày hay lắm mà. Trời ơi. Là tôi nói cho biết nha, cô giáo, tôi nói thẳng cô giáo biết nha. Thằng này ở trong cái xóm này nó mất dạy lắm. Vậy hả bác? Nó mất dạy lắm, trời ơi trời. Nó ghê lắm, cô giáo không phải lương giảng đâu. Nó không học hành gì đâu, trời ơi. Là, ông hay lắm. Tao không hay gì hết. Trả tiền đâu ơi. Trả thì trả nè, nhưng mà hồi tao về tao gặp ba má mà tao nói cái chuyện này. Thôi khỏi, ông làm như ông tốt đẹp lắm. Tao đâu có làm gì đâu, xấu. Ông dê bà cố. Mất dạy hồi đó giờ tôi con gái rồi, gỗ có dê gỗ chưa dê bà cố mày hồi nào đó. Mày nghĩ sao mà nói tao dê bà cố mày? Rồi hiểu rồi. Bà cố nó đẹp lắm, 80 mấy tuổi rồi. Trời ơi, có cái làn da dây thun nó đẹp lắm, bà quấn lên vậy thôi, bà thả xuống cái rớt cái bẹp xuống lắm nè. Bà cố mày đẹp quá. Có liền nó mất dạy lắm, cô giáo không biết lâu. Bữa nào mà tôi nói cô giáo, bữa nào cô giáo dẫn đi. Dẫn đi, không? Qua nhà tôi, gặp tôi nè. Tôi sẽ kể cho cô giáo. Bệnh cũ rồi. Dạ vợ hẹn kịch đây đã chấm dứt rồi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ xin cảm ơn.